ai vậy được chưa? Nuôi quá khéo luôn cái gì nữa. Ừ. Ủa, con đẹp quá vậy. Giống ông chủ vậy á. Chủ vậy sao? Bữa không em uống cây sẵn rồi, chạy bữa nè. Nhớ rồi, nhớ rồi, là tại bệnh khẩu trang rồi, nãy giờ không nhìn tới chứ. Không dám nhìn. Giống ông chủ mà. Hập hập lùng lùng vậy. Đi không? Đi ơi. Hôm nay coi bỏ đại trong cái cặp cũng được. Không coi bỏ đại cặp cũng được. Tôm giống ông chủ nè.